Tương truyền xa xôi ở một nơi sâu thẳm trong vũ trụ, nơi mà con người ở đây sinh tồn bằng cách bắn nhau. Họ sở hữu những vũ khí súng đạn tiên tiến nhất trong dải ngân hà. Ở đây, khái niệm cái chết là vô nghĩa. Khi họ chết, đồng nghĩa họ thua. Còn nếu họ còn sống, tức họ thắng. Để giành chiến thắng và sống sót đến cuối cùng, họ cần những vũ khí, trang bị, nhu cầu phẩm. Vũ khí mạnh là vũ khí được phủ trên mình một lớp sơn, tùy vào loại sơn mà càng hiếm. Mỗi khi lên cấp, họ cũng chả có thêm một kỹ năng nào. Nhưng nếu có tiền thì mua kỹ năng mà xài. Tối đa được 4 kỹ năng, một kỹ năng đặc biệt và 3 kỹ năng phụ. Nhưng nếu kỹ năng cá nhân hay vượt trội thì cũng chưa dám chắc ăn được cái bọn có tiền. Free Fire đại lục. Bộ phim do đài truyền hình YouTube Hóa Đại Hiệp công chiếu vào lúc 17h30 hàng tuần. Còn tuần nào chiếu thì chưa biết. Cùng với các diễn viên chính, Hóa 18 cộng trong vai trẻ châu thích cà khịa, Ngọc Blue trong vai người bị cà khịa. Hóa Đại Hiệp là đạo diễn, biên tập, soạn thảo kịch bản, quay phim kiêm ánh sáng màu sắc cùng với các chức vụ tùm lum khác. Bộ phim Free Fire Đại Lục. Tập 1. Mở đầu của những hành trình. DMM Solo con gà. Mày là ai? Tao với mày ván trước, thấy mày bắn hit shot. Yeah đấy. Mày 2K mấy? Anh xin tuyên bố anh K11. Mày thích gì? Bắn hết shotgun với tao ok. Kê luôn bé ơi. Không bé ơi. Sao? Bé tạo phòng đi. Ok bé ơi. Bây giờ tôi sẽ núp ở đây. Hắn đang tới đây. Sau khi hắn tới đây, ta sẽ đợi hắn đứng im, rồi nhảy ra bắn hít sọt nó, tạo cho hắn một bất ngờ. Nó hắn làm sao mà đoán được? Ta chỉ là một cô gái nhưng lại có trí thông minh như thế này. Đó, hắn không biết ta ở đây. Nếu hắn đứng im, ta sẽ nhảy ra liền. Đây rồi, cơ hội. Chết. Ôi quê quá, cho làm lại được không? Làm lại một lần thôi. Ok, làm lại. Lần thứ hai này chắc chắn sẽ không thể hụt được. Thôi xem nào. Ôi quê quá, cho làm lại lần cuối đi. Người ta gọi là quá tam ba bận nè. Lần này chắc chắn là được. Không được nữa, thôi bắn luôn chứ quê quá. Trời ơi chết rồi, thôi bắn luôn đi. Sao bắn hoài không trúng vậy? Đúng thật là... trận chiến này rất khó. Rồi, hai viên rồi, chết rồi, nó cũng bắn bên hai viên rồi. Để bản cô nương xem sự lợi hại của ngươi. Ngươi có biết đặt keo không? À đù. Hắn cũng biết đặt keo rồi. Vậy là ta đã solo nhầm với cao thủ rồi. Đây không phải là một người bắn bình thường nữa rồi. Chắc chắn cũng có trải qua sự khổ luyện tập giống như ta. Wow, kỹ năng cũng cao lắm. Đấy. Được, để bản cô nương thể hiện sức mạnh vượt trội của mình. Tuy kỹ năng chúng ta bằng nhau nhưng bản cô nương hơn ngươi được cái bộ não. Trí tuệ của ta gọi là không thể thua kém được một tên nam nhân bình thường này được. Để xem ta đây. Đây rồi, ta sẽ luồn về đằng sau và bắn chết ngươi. Hồi nãy chỉ là khởi động. Lần này bạn cô nương mới sử dụng thực lực của bản thân. Hồi nãy bạn cô nương chỉ dùng đến một phần công lực thôi đấy. Bây giờ bạn cô nương mới thực sự nghiêm túc để tiêu diệt cái tên này. Ngươi có cái bản lĩnh gì mà lại có thể giết ta ở cái bản đầu tiên đó hả? Rõ ràng là ta đã sử dụng đến bí kíp luồn lại đằng sau giết ngươi rồi. Vậy mà bản của nương vẫn bị ngươi giết. Bản
Conan không can tâm, bạn Conan sẽ phục thù, trả thù ngươi. Tên này có đồ thượng phẩm, nhưng vì kỹ năng của bạn Conan quá đẳng cấp nên Conan chỉ mặc đồ của hạ phẩm thôi và không sử dụng skin. Và kênh YouTube của bạn Conan thì chắc chắn 100% là sẽ không sử dụng skin để solo, vì ngày xưa bạn Conan chơi Firefly lúc mà Obeta 4 không có skin, bắn không có hit shot, đứng xấy nhau vui lắm. Nay game đã mất đi sự cân bằng bạn Conan, nhưng bạn Conan vẫn để lại sự cân bằng đó cho bản thân mình. Bạn Conan không sử dụng những cái đó và bắn với kiểu này. Tên tiểu tử đang solo với bạn Conan là một người dân chơi nạp tiền, có rất nhiều skin súng, nhưng cũng bị bạn Conan kêu là không được lắp, nên chỉ mang mấy cái bộ đồ sơ sơ xài xài để bạn Conan tiêu diệt hắn. Xem nào, muốn bắn được bạn Conan hả? Nằm mơ. Ý da, kỹ năng cũng tạm được đấy. Xem đây. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Đây là một trận tự chiến được khích solo bởi, hình như bởi bản Conan gì vậy. Để bản Conan thể hiện xem khả năng bắn headshot của anh có hay như cái ván trước bản Conan ghép phải không. Nhìn là có vẻ là chỉ là một cái danh tiếng mà thôi, hóa ra cũng chỉ có thế. Để xem này, sau khi bản Conan xử lý được thanh niên này đã là 2-1 rồi. Chúng ta cần phải bắn đến khi nào được 7 ván nữa bản Conan sẽ giết hắn. Ok, thì xin lỗi tất cả mọi người nha. Phần này thì mình sẽ không còn gọi là thuyết minh phim nữa, vì phần này mình muốn giới thiệu cho anh em về cái bộ phim đấu đại lục Firefly này của mình. Đó, thì cái này sẽ là cái một cái hẹn ước 3 năm mình lấy ý tưởng cho bộ phim đấu phá thương khung. Thì đây sẽ là cái trận chiến của 3 năm sau, nhưng mà cái này chỉ là trận tượng trưng thôi, còn trận khác thì nó sẽ xảy ra khác nha. Và tập 2 sẽ là mới bắt đầu câu chuyện của phim đại lục Firefly đại lục. Thì tập 2 sẽ bắt đầu với sự khởi đầu của một cô gái, và phim này nhân vật chính là một cô gái, và mình cũng sẽ gọi là thuyết minh cho cả các nhân vật luôn. Còn nếu mà phim của mình thành công nổi tiếng vang ra thì mình muốn các tập sau sẽ có người đóng góp và lồng tiếng cùng với mình. Bây giờ tiếp tục quay trở lại clip, mọi người xem nếu thấy hay bấm like, subscribe và comment cho mình nhé. Cái nào cũng được. Cuộc sống sinh ra vốn đã khó khăn, không ai sinh ra trong đời mà đã biết bắn Firefly ngay lập tức. Trải qua sự khổ luyện, hành trình gian khổ tu luyện những kỹ năng cùng với những lần trải nghiệm thực tế, Firefly sẽ trở về bên bạn. Trận chiến thật sự chỉ mới bắt đầu, có những thứ tuyệt vời đang đợi bạn ở phía trước. Hãy đi và trải nghiệm, mà đến những thành công, những pha bắn headshot đẹp mắt, trở thành một YouTuber highlight, ghi lại những khoảnh khắc bằng cách mở camera video game. Chúng ta ai cũng có thể trở thành bạn, bạn cũng có thể trở thành ai. Trận chiến nào rồi cũng đến hồi kết, không có trận chiến nào là mãi mãi. Người thắng rồi cũng thắng, mà người thua sẽ không thắng, và người thắng sẽ không thua.
để vượt qua những khó khăn, bạn cần cố gắng nỗ lực. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng của bạn cô nương với tiểu tử này. Bạn cô nương thấy tiểu tử này rất có khả năng phát triển. Bắn móc đích, bắn vô người, bắn không vô đầu. Trận chiến sẽ đến hồi kết, bạn cô nương rồi cũng phải dừng lại. Ai cũng sẽ phải dừng lại ở một điểm nào đó. Nhưng đừng nản. Sau đó hãy cố gắng mà vươn lên, vượt qua những khó khăn, học hỏi những thất bại, tìm hiểu những cái mới, đột phá những cái cũ. Không dừng lại ở đó, chúng ta sẽ thành công, vĩnh viễn thành công và mãi mãi thành công. Thất bại không phải là kết thúc, thất bại chỉ là một bước ngoặt, là một cơ đệm để chúng ta tiến tới thành công. Vậy nên tiểu tử này, nếu người có thua 7-0 thì ngươi hãy cố gắng và phát triển để bắn hay hơn nhé. Hết tập 1. Bạn tưởng là đã hết video rồi đúng không? Nhưng mà không. Đây sẽ là cái phần mà mình sẽ giải thích về bộ phim này. Thật ra cái đoạn bắn vừa rồi nó cũng gọi là không có cái tác dụng gì nhiều cho cái clip của mình. Đó chỉ là cái phần kia thôi. Bắt đầu từ tập 2 thì nó mới thật sự là câu chuyện của đại lục Five Five.